cứ làm đi, làm đi rồi phân tích sau ấy, ừ. mình luôn luôn lo kiểu sợ lo mà mình không làm thì đấy, mình không biết. mình không làm được đúng không? Này. và mình không, mình không làm luôn, đấy là đã ừ. fail rồi. Em. để chúng ta có thể từ bỏ một cái gì đấy mà đang được gọi là nó khá ổn định để liều lĩnh đi tìm một cái gì đó có thể là nguy hiểm, ừ, ừ. thì không biết rằng là anh có cái có một cái lời khuyên là một cái gì đó cho các bạn trẻ bây giờ không trên cái sự uh, quyết định một cái vấn đề gì đó thế ra là để đưa ra một cái quyết định lớn như thế thì anh nghĩ là bản thân các bạn chỉ cần reflect lại, ừ. cần suy nghĩ lại, phân tích một thứ rất là kỹ. Mình muốn cuộc sống của mình như thế nào? Đấy, đấy là cái quan trọng nhất. Thì nếu mình muốn một cái cuộc sống gọi là an toàn, ổn định thì nó cũng có opportunity cost, ừ. những cái cơ hội mà em sẽ mình sẽ bỏ, lỡ lỡ bỏ qua. Thế thì ra là lúc đó là em phải trả lời cho bản thân em là sau này nếu em già và em muốn đi xuyên viện chẳng hạn thì lúc đó em không có sức khỏe đi ừ. nữa thì thật ra là em có hối hận lúc đó không? Mọi người cũng nên nghĩ đến cái việc legacy ấy. Ừ. sau này mình sẽ để lại những cái gì, những cái dấu ấn hay những cái gì ở trong cuộc sống để mọi người sẽ nhớ mình hoặc là mình có cái sự ảnh hưởng gì đó thì thật ra là chính bản thân mình sẽ phải phân tích và xem. Ừ. mục đích ở trong cuộc sống của mình là gì Lúc đó thì anh cũng phân tích cũng nghiên cứu nhưng mà anh nghĩ là vẫn phải theo cái gọi là bản lĩnh cái instinct ừ. của mình em uh, không có gì khác, em em có thể kiểu ngồi đắn đo suy nghĩ xem có nên làm hay không nhưng mà anh nghĩ là cái hay ở cái ừ. tuổi của bọn em là có cơ hội để làm sai ạ cho nên thật ra là cứ cứ ừ. thử đi cứ trải nghiệm đi em làm sai vấp ngã gì thì sẽ có ừ. cơ hội với lại thời gian để làm lại chứ ừ. không cần lo. Chính bản thân anh cũng vẫn còn định định hướng cuộc sống của anh ừ. cái ừ. việc kiểu lo suy nghĩ nhiều là là cái hạn chế lớn nhất ừ. cho cái việc gọi là đuổi theo đam mê thật ra thì đấy là cái mà bản thân em vẫn đang đau đó vì đôi khi đôi khi để chúng ta đưa ra mà quyết định gì đấy nó không hề dễ dàng ừ, có nghĩa ừ. rằng vừa phải suy nghĩ vừa phải gọi là có một cái sự nghiên cứu nữa thế thì thôi ạ cứ <laughs> làm đi ạ. làm đi rồi phân tích sau ấy ừ. chứ còn mình luôn luôn lo kiểu sợ lo mà mình không làm thì đây mình không, không mình không làm được đúng không? và mình không, mình không làm luôn không? đấy là đã ừ. fail rồi ạ. Đó. Cho nên là đây anh muốn nhắn mạnh anh biết là anh nói cái này rất là nhiều nhưng mà anh nhắn mạnh với các bạn trẻ đừng có sợ, đừng có lo, cứ làm. Sau đó mình sẽ có thời gian để chỉnh lịch sử lại. Ừ. Miễn là em không kiểu quyết định làm cái gì nó kiểu sai phát vợ đây là kiểu những cái gì nó quá nguy hiểm là được em. Còn thật ra là anh nghĩ là cứ trải nghiệm thử nhiều em.